nãy nãy mẹ lên rồi. Rồi, lật nữa lại, lật nữa lại, lật nữa lại. Mình đá xuống, mình đá xuống, mình đá xuống. Mình đá xuống rồi. Ướp cái con gà đâu. Đẹp con nha, mình cắt đứt con luôn nè. Có gà thấy không? Chan luôn mà, mấy này quả mấy kia nó mới lực trực, lực trực, lực trực, nó nổ loạn xạ cho nè. Ê, hôm qua lên là nghe nó chặn tiếng khác với anh Quang rồi. Anh Quang nói máy tao bữa nay nó đổi tiếng. Đó, cái này tiếng là tại anh Quang anh chạy nè. Chết mẹ. Xin chào tất cả các bạn. Lúc này là 10 giờ 15 đó các bạn. Là thời điểm mình đã đi tới hòn đất Kiên Giang. Rồi tới cái điểm mình để mình sửa chiếc xe cuốc đó các bạn. Trước mắt các bạn là chiếc xe ủi một chiếc, ở trước mặt là một chiếc, nữa là hai chiếc, còn bên tay phải mình là cái chỗ tiệm sửa máy, cũng là cái chỗ mà buôn bán tạp hóa rồi nè của cái anh bạn này, hình như ở trong là cũng có sửa chữa điện tử nữa. Yeah. Ở đây là cái đoạn mình vừa qua cầu Xóm Đạo các bạn, thì ở đây đúng là ở đây là cũng có một số người Hồi Đạo là để tóc các bạn, bên Hiếu Nghĩa hay gì đó. Thì mình tới đây là mình xem sơ qua cái máy hồi nãy anh Quang để lên thử, thì mình nghĩ là mình đã đoán đúng, nghĩa là cái máy này nó đạp gạt ron rồi. Thì mình đưa đồ nghề lên, cái thùng đồ nghề lên chở nó hả anh? Đây. Lên trên này phải không? Đây. Thì mình lấy cái đồ nghề phụ tùng hôm nay là chỉ vừa đủ để gã cái nắp ra rồi gáp lại thôi nha, không có phát sinh gì thêm nha anh. Đó, thì cái này là cái cọng dây hơi nè, dây hơi nè, không phải là để mình bán vệ sinh, mà cái này là của cái anh ở tại địa phương nè, anh sửa xe này nè, anh hay có cần cái súng bắn hơi không, thì anh đẩy cái xe ra là anh tự động anh cho mình mượn luôn nha. Cái này là rất là quý nha, chứ không mình chưa có hỏi nữa. Thì cái đó là mình coi như mình thọ ơn anh đi, mình kéo dây lên lấy súng bắn đi cho gà, tại vì súng bắn của Long Biên thì mình không có mang theo. Để mình đi vòng quanh một cái chiếc cái này gọi là Cobenco SK045 nè các bạn, là cái đầu 4BD1 đó. Đây là làm công trình đường, có nghĩa là khỏa cái đường cũ, gỡ đan rồi bỏ hết để làm đường mới nó rộng hơn. Mấy anh này đang vệ sinh cái bộ lọc gió, đang vệ sinh lọc gió anh. Lọc gió. Gió cái này hình như là mỗi bữa mà mỗi phải vệ sinh. Dạ. Là mấy anh này là thuộc dạng tài xế lâu năm rồi đó. Phải làm các bạn, còn nếu mà những anh tài xế mà công trình đó ha, là anh chơi nút mùa thì một tháng thì khi gỡ ra lại dưới này cứng ngắc luôn. Anh Quang này thì khỏi nói là anh thì chắc là thuộc dạng là tài xế lâu năm, có kinh nghiệm kỹ lưỡng, thành ra làm những cái điều này rất là an toàn. Đó. Vệ sinh luôn. Đó, có bình hơi là quá êm luôn rồi. Thấy không anh? Đó, rồi xin nói tới cái bình hơi này, các bạn sẽ thấy một điều đặc biệt, không phải như cái bình hơi của mình bình thường đâu nha. Mà bình hơi của bạn Phi này là cái motor kéo cái lốc hơi giống y chang như cái động cơ Mitsubishi bình thường của mình vậy đó các bạn. Là cái loại này là Mitsubishi khoảng 7 nhựa. Rồi. Cái động cơ xăng để chế hai cái lắp đê nhựa một chiều đó các bạn, thì sẽ thành cái bơm hơi, nhưng mà không phải, tại cái này là bạn Phi nói là cái này là nó nguyên chủng, thì mình cũng đã từng gặp cái này các bạn. Cái này là nó có một cái bên đây là cái động cơ, bên đây là cái chạy hơi, nhưng mà cái này một cái xăng thì cái này là đầu tiên mình mới thấy nha. Rất này là bạn Phi đang vô cái dây kim để mà ráp cái vỏ xe hay gì đó. Thấy mới sơn cái mầm hao hả? Sơn để cho nó cắm xét ha. Làm ở đây thì ở quê thì cái đoạn đường này thông thường sẽ làm rất nhiều, nhưng mà cái đoạn đường này tổng công ty
thường thì chắc cũng ít hơi ít khách hơn ha Huy. Thì chắc cũng nay mai xong chứ đâu có lâu ha. Gắn theo gắn sắt để chạy dính cái đầu mối, xong rồi mới trồng cái lợi trồng vô gắn vô. Nó nói cho mình không biết sửa xe đâu nha, mình thua Huy là gì đó. Rồi bây giờ đến ngay chân cái điểm này là cái điểm tập kết luôn. Bởi vì mình đem đồ nghề theo cũng có hạn ha, cái nào mà thiếu cho mình mượn một vài món thôi Phi ơi. Thấy không? Là đó các bạn ơi. Rồi bây giờ mình ra tiến hành mình nhảy lên cái xe mình thử luôn. Ok. Lấy cầm tự động lên luôn. Không có lấy cầm tự động lên. Em gỡ nguyên bô được không? Thì em gỡ nè. Gỡ luôn. Gỡ được không? Nè, cứ gỡ nguyên cái này ra luôn. Chẳng có kêu hàng cứ hạ này xuống. Nhóc lên nước mưa đi luôn. Mình quá trời đứng nè. Nó tới chưa? Cái tròn này hả? Thì nó kẹt. Nhớ mà tao đi nè. Vậy thôi, Ní ơi. Không phải trời mới đâu.
là lâu rồi ha. Rồi anh nóng nóng bồ đi, rồi làm cái được đó. Anh nóng nóng cái bồ đi, anh đi đi xuống. Bà con cứ quay chiếc máy cô bà cô của tôi, chứ không phải là cô bé. Cô bà cô. Cô bà cô. Cô hình như mặt cô lớn tuổi rồi không? Có cái này mình mới tháo bô lửa đâu anh nè. Tháo hết bô lửa. Thôi khỏi đi. Gọn thôi. Tháo hết dở lần rồi. Khi là để cái bô ẹp hết ngoài thôi. Mình dở lên mình thay chụp xuống. Xả nước trên qua. Xả nước đi anh. Cái này ấy để nguyên ra nhất còn. Dẫn nhất là chưa được. Chưa anh, để cho nãy đó. Dẫn luôn. Hả? Ở đây không. Ở đây không có lại được. Để nó đi ba cái chiếc này là lấy cái chìa khóa ra. Chìa khóa nè. Đừng có chừng anh nè. Không sao, nó ghét gì cho bò, nó chống và đập mà. Không đều, không chỉnh được con nha. Hôm qua không mới chỉnh lại á. Nhiều khi anh biết sao không? Hôm qua không mới chỉnh lại. Em nói ổn chẳng chưa. Chọc ổn. Chứ ổn chữ tôi hả? Ủa sao cái con này là sao ta? Ổng mới siết rồi nó bị thốn nè, rồi để gì luôn. Hôm qua em mới bắt vô đó, hôm qua lấy chim vô nè. Lọn bù lon á, nè nó thốn nè. Bắt đầu hả? Nè, thấy không? Thốn. Một búa làm ra cái thứ này nó thiếu thiếu, ra luôn. 14 luôn. 12 còn đâu này nè. Còn mấy? 12 cái đó thì khó. 12 tôi cứ đem đường 12 về em. Nhắn đủ không? Nè 12 nè. 12 ngắn quá độ. 12 chìa khóa đi. Trời ơi, sao lóng lấy hả? Có đó ha. Mới dặn. Chưa. Nó chưa dặn. Đó 13. Qua có gỡ này ra không? Không, dở cái nắp chụp cò lên thấy hai mấy con đó nó lỏng là chim thốt, chim nó lỏng thôi chứ đâu có táo nó ra đâu. Hồi chuông xóm đạo còn này bên đây xóm đạo khác nha. Mà trước giờ mình nghe xóm đạo mình nghĩ là bên đạo Công Giáo thôi. Xóm đạo là đạo Phật giáo. Đây mình đạo cái mình thiền mình ở mình thiền luôn. Quan hồi đó ông hung cỡ nào? Quan hả? Ờ, không ngày ông lên đây ông tu đó. Hai ông Quan không gì ông nói chuyện khô không gì. Con ra muốn ăn thịt người ta. Ăn thịt với mấy người dữ rồi quá. Còn anh em mình hiền không ăn thịt gì. Hả anh Quan? Cũng tùy theo người chứ. Không thôi vậy thôi. Có rồi thôi hả? Ta giữ với mấy người dữ rồi quá. Ra ơi, khỏi đây. Lấy lên chim mất công luôn bu 2-3. Xuống cốt luôn. Bây giờ chở cái con này. Chở cái hai cái ống thông hơi này. Cái này hả? Cái
Đất lành chim đậu. Đất đậu được bắt cho nhậu luôn chim. Anh Quang. À nha, ăn nháy rồi. Tôi làm tiếp ông này nha, mai mốt xe lu tôi có hư gì ông làm tiếp tôi nha. Trời cái. Tụng tôi bữa hổm cẩu nguyên xe lu mà lên mùa la vậy đó. Nổi không anh Quang? Nổi. Em 17 anh Sáu ra đây. Anh tên gì? Em tên Trường. Anh Trường. Tôi tính đặt chữ Tài hả Quang? Tài. Tài đi rồi, chữ Tài đi rồi. Tài đó. Tài đó, đây nè. Tài đó, mãi cho Tài, tôi đặt mãi cho Tài. Tài sửa bơm đó hả? Tài đó. Dương thầy búa hả? Mãi dân Tài. Bữa giờ em chưa không ghé ông nữa. Bữa nghe nói tới giờ em chưa không ghé ông nữa. Chi à? Gì? Ghé ông chi à? Nay nghĩa thăm chơi trời. Tại cách trước khi hổng lên nghe nói là cỡ 2 tuần em có ghé đó một lần. Anh dưới đây. Ghé cái Đông mà anh Đông mới vừa về thôi, ngồi chơi chút. Chơi chơi xô ra. Dặn ốc lại luôn. Ngồi đó luôn cho nó đỡ rạc luôn. Cách đơn giản. Cái bên hông nó dễ nhớt hơn. Cái bên hông này. Trên này đi em xuống anh. Này em chạy xuống anh. Bên đây nè. Ờ đúng rồi bên đây nè. Bên đây nè. Bên đây mình lại cái nước là gì anh? Nước hay là... của công ty. Công ty là nhà nước. Công ty muốn là mình được. Mối mang động lực này, này là mối bên quán. Quán chủ trì trên này. Ông như mày. Đó, ông chủ trì trên này. hai người mà ba chiếc vé đó. Ừ. Ông lúc tuổi luôn nữa. Ghê không? Mình là sử dụng hai chiếc rồi. Cái suốt là vậy. Ông Tài tôi đó. Ủa gì thôi ông giục mẹ đi ông mua khúc ống cục heo dài cho ông chơi luôn cái một. Nói đủ 3 khúc. Ờ ông Tài. Tài tôi đó. Nói cái ống này luôn nó giật hết chứ. Làm bỏ này không? Ở sao dưới. Cái bồ lửa nó dẫn đưa đi. Để sao coi dòng. Tôi chạy tới anh em chạy này hoài mà mẹ mất tiêu chạy chạy tới nhà trọ tôi bừng biết là trời ơi rồi tới đây khỏe à giờ mình rút ba mấy cây em thấy chạy chút xíu hả đó rồi. Anh đợi tôi lâu không chạy này này đổ xăng đợi nữa tôi nghe điện thoại hoài đi gần đây xa chứ ba mấy cây anh ơi ba mấy cây hả tới trên ba hòn luôn có 4-6 cây à còn ở chỗ mày tới dầm là từ ở hòn đất nha ừ. Tới dầm gầy là 16 cây đó thì tới dầm gầy tới đây có 6 cây à lên hòn đất bao nhiêu cây hả từ trung bình lên hòn đất 5 cây 5 cây năm cây đúng rồi rồi từ ở chỗ mà dầm gầy đó đi lại xóm đạo này nó cũng 4-5 cây đúng rồi đi vô đây là tới đây là 5-6 cây không tới bến đò luôn là 3 mấy cây phải không tại tới ba hòn luôn có 4-6 cây à tôi tháo ra tôi không biết đường vắng nữa đó nha có cây 21 sáng có đồng điếu mà coi vậy khóa nếu nó cò như vậy có 21 không ạ cái đó khỏi mình rút ra gì được không tháo 21 này đó cái này chỉ rút ra tháo cái máy số 4 thôi đây mà lỡ gãy ông ấy bạn cho đá hả chơi luôn quên có bạn hàng cho đá ông hồ cho đá đang có ông
chạy đâu, anh tháo cái này chứ cút lên không chạy đâu. Hai con rồi, hai con mốt phải không có rồi. Chạy anh qua. Ở đây vô đã, bó luôn. Đây còn luôn hả? Có không? Chút kia đó. Từ từ thôi. Đừng manh động. Đừng manh động. Mà thấy giờ trong tiệm giờ tay chỉ có bắn cái máy ta. Mà về ghé. Đâu? Ở đâu đi. Máy xong hả? Đầu bên đâu mới bên kia bên đó hả? Chỗ cái cầu T5 đi lại chút á. T5 đâu có T5. T6 chứ, T6. Vừa xuống dốc cầu T6 có cái bãi có cái cầu te đó. Anh ghé đằng trên đằng chỗ gì Hưng á. Chỗ quan nguyên cái quan đó là máy nó để chừng cả ngàn cái gì đó. Đồng nghĩa địa. Ờ, cái anh nó cửa hàng hả? Ừ. Cái này ông mua phế liệu mà. Ừ. Rồi số tài khoản anh kiểm tra lại chưa? Chưa có anh ơi. Sao kỳ trời, cái số tài khoản đúng không? Đúng gam luôn. Đúng, em nghe anh đọc lại, em ghi lại cái nữa là test lại kiểm tra lại cho em. Ừ. Số tài khoản tôi đang hoạt động, tôi mới chuyển con tôi tiền được mà. Nó bị cái sao gì bữa em nó lên áp tải là gì thế số tên được không đúng không mà không đúng số tài khoản đó chị ta sao cái bánh ừ sao cái bánh thấy cái tờ cái bài à, em gửi em tình đưa là đúng đó. Ừ sai đó đúng như chàng không ông Vũ nhớ tôi không Vũ dạ ông nhớ tôi không ảnh yên tâm cặp làm chỉnh á hồi đó tôi chở cái bánh găng ra chỗ không tôi móc ổ luôn nhớ không vì sao? Ừ. Đủ mới thằng lính nó chở thử là lên dốc cầu té chết mẹ rồi. Vậy là anh nó hán hoang, để đó tôi đâu làm. Chở mình là mình dịch. Cái là nó cậu lên nếu nổi hai bánh gắn ngã được cho mình. Để đó đâu làm cho anh được đâu. Đâu có làm đâu, dạ. Mấy đâu có được đâu, cái lỗ nó sai chứ rồi. Sai chơi mà anh em lại là em không lãnh đó nhớ không? Ừ. Rồi em về trước cô. Bánh gắn chỉ tao mày. Nó lạc nguyên cái vàng trong luôn mà. Trời ơi, rồi gặp lại số gắn nữa rồi. Thấy ăn đỡ làm sao người ta ghét mà đốt xe con tắt máy đưa chìa khóa cho bớt vú quậy bạ gì không ôi giờ chắc anh chạy xe ai anh Quang thì nó để cho cái xe không mà giờ đó anh chạy xe của ai xe tám bảy á xe chung để cho cái xe nãy lúc đó là có anh có máy xe này chưa anh Thanh chạy em lúc đó cái xe này với xe kia lên lượt xe này lúc đó anh Thanh nó chạy về sau là nó nghỉ mấy kia một nó chạy sao mày ra được lấy cái máy tôi tháo là gì đâu đồ nhóc cái chân tôi hết biết rồi đó nạn phim tốn thì tôi thầy máy em thầy máy lâu năm không rồi nữa trời có biết gì đâu thấy giặt giặt khoái giặt không lo lắm cái gì cái này giặt này ra hay gì nè điện ông bảy kêu nấu cho hai anh em ăn cơm luôn. Tại nó điện không nghe máy. Nhặt cá kêu lại để coi được chưa nổi. Thì kêu ông gì làm biết à? Rồi rồi chứ ông làm được chứ ông nấu được. Dặn lại cái ha. Đúng rồi. Hôm nay mới chạy về đây nữa. Nè. Về thôi. Về đó rồi kìa. Đó. Đủ. Quan chặn đường lại em coi. Về tôi chạy tới rồi. Kia vậy. Đi đâu đứng lại công trình người ta về đi đâu trời ơi chết luôn đi đâu chơi luôn nè hiểu không á hiểu không đâu có anh nó mới chạy ra ai ai trong chỗ xe nhỏ nữa ngay đây hả trong chỗ bữa qua anh đậu đi rộng chút xíu nữa nhỏ này ha. Ừ. Nhà nó ở chỗ hả? Ừ. Đúng rồi. Nó đi vào cá cá đâu như này nè. Mở để cho sao biết trơn ha. Để đây một chút chứ. Ê, anh mở con này thôi, cái ly dầu này xô ra chứ. Mở con này thôi. Để đâu? Không có tiền án rồi. Tôi có mình lấy này ra là nó cắm khọc thôi. Mở cái bát này đi. Mở bát cho cái mã này lấy cái bát này thôi. Cái nào mà nó khó là cái thôi. Đâu quay to này. Ờ giết chết đầu trên luôn đi.
tại cái bô nó nhỏng nhỏng lên đó, nó sợ nước mưa. Đối với em không có cái gì mình khó hết, chỉ có làm không được thôi, không được thôi. Tạo người ta còn làm được không? Đúc nít được, nó tôi làm không được. Để đừng nói đúc người ta, đúc con nít. À, bây giờ ông quay đó nó vậy cái đầu đưa lên trên. Giờ em cắt chứ hả? Mình offline mà. Giờ mình để cái nắp này phía bên nào bây giờ đây? Phía bên đó đi. Chở làm cái ha, là thảm thường là lạc cái bức đích tông, cái này là nó nứt qua bên kia bên kia. Bây giờ dở nắp lên ha, sao? Chưa mở rồi, sao dạ. Nó dở là tôi mới nẻ anh đó. Chơi quá. Ê, cái này thử với Nam ha. Vậy đó không kia? Nó sốt đi tỏ đi đâu nó không nói. Cái ông còn hỏi nó, nó đi đâu cày tao hỏi làm gì? Này cũng hại với của mình mà mới ha. Hỏi tối ông đi đâu, ở đây ông có quen ai mà tối ông đi. Gì vậy? Đi qua ăn cầu đó không giống qua. Anh biết, hồi nào sáng hỏi tao có nấu cơm cho mấy ông, tao biết mấy ngày là lúc nào đâu mà tao chưa nấu. Tao nói chừng nào ăn để cho. Đi không có nhà, không có gì vậy. Sao mà nó tẹt được anh Dũng? Mình kỹ lắm, kỹ. Kỹ cho tẹt rồi anh. Hôm qua lên là nghe nó chặn tiếng khác nó quang rồi.
Anh Quang nói máy tao bữa nay nó đổi tiếng. Đó, cái này là tại anh Quang anh chạy nè. Đó thôi anh Quang ơi. Hả anh Quang? Ông chạy sao nó đứt? Ờ đúng gì ông này ông biết ông không cãi. Cho anh Quang mà đậu một chỗ thử coi nó chừng nào nó mới đứt. Ờ dễ gì. Ờ đừng chơi cho không ngã xuống nha, bét là lú rồi đó nha. Trên sông bét á. Nè, mấy cây sông này nó đâu có sông đâu. Nè. Nhưng mà nó bể rồi nó cũng mất tác dụng ta ơi. Nè không không sợ bể phải không nè, mình để nằm ngửa lên. Chạy nhớt cũng hết trơn rồi. Bây giờ vệ sinh đi, vệ sinh, vệ sinh. Này, cái công việc này là hết sức là đơn giản luôn các bạn, chỉ cần vệ sinh xong rồi lắp tấm ron khác siết chặt vô là lụm. Không lụm nó thì âm lụm. Nó sợ nó ngớt chóng không? Mà làm cái e này chạy là hôm mốt mày kiếm mua mấy cái này về để dành làm e đó. Hả, là tại cái e mà nó chạy bị kẹt con anh Quang. Rồi bữa nay mình thì đã tới im hết kẹt con là nhờ anh Quang đó nha chứ không phải mình nha. Còn cái chai xăng mình đâu bạn ơi? Cái xăng trong thùng á. Bỏ ở dưới rồi á. Ở dưới rồi. Viết một chai xăng đi là nên coi. Xăng cái xăng. Xăng luôn. Không có. Xăng thì xe xe em luôn có xả được. Không có chỗ xả. Có cái áo xe tôi còn, xe tôi còn. Mà anh kia anh lấy đi rồi. Xe đầy nhóc xăng luôn đó. Kiếm cái ống dây mới được. Đúng rồi, xe thì có ống dây gì nó được. Vô trong nhà mượn. Anh Quang ở dưới đó anh mượn, vô mượn đi anh Quang. Xe tôi đâu, tôi kêu tôi xuống tôi rút. Trời ơi, nghiên cứu, tôi cha ơi. Nghiên cứu là nghiên cứu, nghiên cứu là nghiên cứu. Tại mình không muốn dẹp ra nhỏ, mình dẹp ra cái câu hỏi đó mình hỏng. Anh Quang ơi, nhỏ mà nói lớn là nhỏ hổng phải không? À, mà lớn mà nói nhỏ là lớn ăn hiếp nhỏ nha. Nhỏ tao được cưng hơn đó. Mày sửa máy mày có đi xa không chứ? Ít. Hình như chiếc này là đi xa lần đầu luôn đó anh. Quen lắm mới làm xa. Thì có đi đâu làm nhà không à? Ở nhà làm không kịp, ở nơi đâu đi. Không thấy tè le ở nhà tối ngày không rồi, ra nhà mày không luôn dạ. Sao, kiếm anh cái nền khác rồi anh qua vài bữa là thành cái nhà nha. Không có, vẫn ở đó nhưng mà là mua thêm 4 mét cho chỗ khác gần đó anh, chạy ra anh chút xíu á. Tôi sẽ theo làm lính hết đấy, đi đây chạy xe ủi. Ông Quang ông chạy xe cuốc không à, mình chạy xe ủ rồi bắt chạy xe lưu rồi thêm vòng cờ nữa. Rồi gì đâu má nghệ hảo thì thân ha. Chứ tháng nó 15 củ rồi mày nghĩ sao mà nó làm ta cho nó không. Ủa, rồi ha, bù tiền thêm đó. Rồi cho 15 củ. Ừ. 15 củ tôi làm chưa được 15 củ đó anh Quang. Thì mày tính đi, vậy đó sao tao cho nó cao. Rồi, anh mà sáng nó phải xả mấy bao phân rồi nó mới đi đó. Ăn cơm chua mua tối ngày. Sáng nó xả 2 bao phân rồi nó mới lên đó. Trời ơi, vậy còn than nữa. Ừ. Tháng mười mấy củ. Mấy anh kia điện thoại tôi nói, trời ơi, nó đây nè, nó đi nè. Chứ nó lại à, nó đi uống phê, đi mua dầu. Ai về đâu đi xả phân hả? Nó làm ruộng nó sợ hơn, nó mới cầm đất cho sao hồ. Nhà này đó hả? Ở bên nhà mà mình coi. Cái chỗ nãy là sao nữa? Chỗ nãy mới quậy quậy vô là nhà ai? Chỗ đó là mình ở anh Quang rồi ở ăn cơm. Hả? Màu xanh cái gì? Màu xanh. Bữa hổm mình màu R7 bên đây mình chơi tới xanh nữa. Còn R7 nữa. Khi nó ông đội. R7 có hai loại nha anh Quang. Hả? Ừ. Cái loại mồi thì được, cái loại mồi không được nha. À biết đâu hổm mình chơi nó cũng có đem lên đó. Ban đầu rồi đề 2-3 cái chạy, cái nó đem lên, cái này không chạy luôn. Cái máy này hay máy nào? Cái này chứ máy nào. Rồi cổng về luôn đó. Đây, một tháng chạy đồng mồi, mồi chạy. Không chạy xuống nhau đẩy. Anh làm như xe Honda hả, xe thờ, xe đẩy.